Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Khi chú phán, dựa trên phân đoạn kinh thánh nền tảng được chép trong Ê-sai chương 55 câu 10 đến câu 13. Vì như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở về đó nữa mà tưới nhuần đất đai, làm cho đâm chồi nảy lộc, để có hạt giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời của ta cũng vậy. Đã ra khỏi miệng ta sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý ta muốn và hoàn thành việc ta giao. Các ngươi sẽ đi ra trong niềm vui, được đưa đường trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai góc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và làm một dấu hiệu đời đời không hề bị tiêu diệt. Và câu kinh thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Ê-sai chương 55 câu 11. Thì lời của ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng ta sẽ không trở về luống công. Lily, một dịch giả kinh thánh, đang trên đường bay về quê nhà thì bị giữ lại tại sân bay. Điện thoại của cô bị khám xét, và khi các nhà chức trách tìm thấy bản thu âm Tân Ước, họ đã tịch thu chiếc điện thoại và hỏi cung cô trong 2 tiếng. Họ yêu cầu cô mở ứng dụng kinh thánh, và vô tình ứng dụng đang dừng ở Ma-thi-ơ chương 7 câu 1 đến câu 2. Đừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán, vì các con xét đoán người ta thế nào thì các con cũng sẽ bị xét đoán thể ấy. Các con lường cho người ta mực nào thì các con cũng sẽ bị lường lại mực ấy. Khi nghe những lời này bằng chính ngôn ngữ của mình, một viên chức tái mặt. Sau đó, cô được thả và họ không hề có thêm động thái nào nữa. Chúng ta không biết điều gì đã xảy ra trong tấm lòng của viên chức tại sân bay, nhưng biết rằng lời của Chúa cũng vậy, đã ra khỏi miệng Ngài thì sẽ làm trọn điều Ngài muốn. Ê-sai đã nói tiên tri những lời hy vọng này cho dân sự của Chúa đang bị lưu đày, bảo đảm với họ rằng như mưa và tuyết tưới nhuần đất đai thì lời đã ra khỏi miệng Chúa sẽ đạt được mục đích của Ngài. Chúng ta hãy đọc phân đoạn này để củng cố lòng tin quyết nơi Chúa khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn như cô Lily trước những nhà chức trách. Ước ao chúng ta tin cậy rằng Chúa đang hành động cho dù chúng ta không thấy kết quả sau cùng. Lần gần nhất bạn thấy Chúa hành động là khi nào? Bạn đã nhận lãnh tình yêu của Chúa qua những lời mà Ngài đã công bố ra sao? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Ngài vì những gì Ngài đã bày tỏ là điều đã mang đến cho con hy vọng, bình an và tình yêu. Xin giúp con lớn lên trong tình yêu con dành cho Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.